nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ dáng này. Ok, ngoài ra thì mình Hello, xin chào các bạn. Mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music và các bạn có thể liên lạc với mình qua các địa chỉ đăng nhấp nháy trên màn hình. Đây là lịch phát sóng theo chủ đề trên kênh để các bạn có thể chờ đợi bài giảng một cách chủ động hơn. Hiện tại thì mình đang bán các bộ video hướng dẫn hóa âm phù khí, bán đồ vòng thu, nhận dạy hóa âm phù khí, nhận hóa âm phù khí sáng tác mới và nhận làm content cho các kênh YouTube Music, rất là mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì mình còn có một kênh TikTok, một Chrome Facebook và một kênh YouTube, rất là mong anh em tham gia. Đây là các bộ video mà mình đã làm được. Đặc biệt là mình có bán bộ video hướng dẫn thu âm và mix vocal trên máy tính nhé. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một bài chia sẻ là những cái hiệu ứng hoàn toàn free giúp cho mình có thể hát live ở trên máy tính là như thế nào. Phần 1, trong phần 1 thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để cài đặt hát live ở trên máy tính bằng FL Studio. Và tiếp theo thì hôm nay chúng ta sẽ sử dụng các hiệu ứng trong bàn mixer để giúp cho cái phần âm thanh của chúng ta khi mà hát live nó sẽ được ngon lành hơn. Và nếu như mà trong trường hợp mà các bạn chưa biết dùng FL Studio thì các bạn có thể tham khảo danh sách phát hướng dẫn FL Studio cơ bản của mình để các bạn có thể là làm một cách ok hơn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với từng phần hiệu ứng. Cái việc đầu tiên khi mà chúng ta hát chắc chắn quan trọng đó là phần chỉnh phô. Thì khi mà các bạn có cái phần chỉnh phô như thế này thì giọng của các bạn nó sẽ đỡ phô hơn, các bạn hát đỡ sai nốt và nghe nó đỡ củ chuối hơn. Mình tăng lên hết cỡ thì các bạn, thậm chí khi các bạn nói các bạn cũng bị thay tông này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Thì ở đây thì mình đặt một cái mức vừa phải thôi. Và một cái VST hoàn toàn free có tên là Em Autopic, nó sẽ giúp cho các bạn. Các bạn có thể search và các bạn download, các bạn cài đặt nhá. Hướng dẫn cài đặt như thế nào thì trong danh sách phát cơ bản thì mình cũng đã hướng dẫn rồi, thì mình sẽ không hướng dẫn lại. Ở đây các bạn thay đổi phần depth và phần speed làm sao cho nó hợp lý. Tiếp theo là khi mà các bạn hát thì các bạn cần chọn đúng tông nhạc. Bài này ví dụ minh họa thì mình sẽ đưa cho các bạn ở cái tông re trường, thì mình sẽ click vào D major và bây giờ thì mình sẽ bật lên để mình hát nhé. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Đóng tơn này. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ dáng đầy. Đó, nó sẽ giúp các bạn hát đỡ phô hơn nhé. Rồi tiếp theo đó là phần 2, saturation. Cái phần saturation này nó sẽ giúp cho cái giọng hát của bạn nó sáng hơn mà nó không bị chói. Bình thường khi mà các bạn tăng EQ thì đôi khi khi mà các bạn lên cao, giọng các bạn lên cao các bạn sẽ bị chói. Tuy nhiên là cái 2 saturation này là một cái VST hoàn toàn free của hãng Slate Digital có tên là Freshsize. Cái này thì khi mà các bạn tăng lên giọng các bạn sẽ rất là ướt và không quá chói nhá. Alo, 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 alo. Đó, các bạn nghe thấy là giọng rất là ướt nhá. Mình vẫn để tone. Thôi các bạn chịu khó nghe tone nhá. Dù có những lúc nhớ em anh khóc thầm, dù có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ dáng đầy. Ok, tiếp theo là một cái EQ kèm với DS luôn. Mình sử dụng một VST có tên là TDR Nova. Cái này các bạn có thể search nhá. Thì bình thường ấy là các bạn sẽ có EQ và DS riêng, nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng chung một cái VST để máy của mình nó đỡ nặng. Đó là cái TDR Nova. Đây là một VST vừa giúp mình điều chỉnh EQ và vừa giúp mình cắt được những cái âm thanh nó bị chói. Để các bạn nghe thấy là nghe rất là chói đúng không? Nhưng bây giờ khi mà mình đặt vào cái DS, khi mình nói chuyện bình thường này các bạn thấy là cái EQ nó không vấn đề gì đúng không? Nhưng bây giờ mình phát âm sờ, 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 thì nó sẽ giảm cái âm lượng của cái phần tần số cao đấy rất là nhiều. Nên là khi mà mình nói thì nó sẽ bớt chói hơn.
Đó, còn đâu nếu như mà trong cái trường hợp mà chúng ta để xong chúng ta tăng cái tần số cao lên để giọng của chúng ta nó sáng ấy, thì khi mà hát thì các cái âm sờ, âm suýt đấy nó sẽ rất là chói, thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Thì các bạn nghiên cứu nha, cái này thì mình sẽ không đi sâu vào hướng dẫn cho các bạn làm như thế nào. Hôm nay thì mình chỉ hướng dẫn các bạn là các VST free mình thường dùng thôi. Đó, thì cái giọng mình thì nó hơi ầm, hơi ồm một chút ở tần số trầm, thì mình giảm một chút tần số trầm và tăng một chút tần số cao này trước khi có nha. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, rồi có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Có này. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, rồi có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ giăng đầy. Các bạn lưu ý một chút ở đây, mình để cái mic hơi to để giúp cho các bạn có thể nghe được rõ hơn cái phần mình nói cũng như là các cái phần mà mình hướng dẫn nhá. Còn chút nữa thì mình sẽ chuyển lại tất cả các phần hiệu ứng mix hài hòa để âm thanh của chúng ta nghe nó hợp lý với bản nhạc hơn. Rồi ok, tiếp theo là phần compressor, nó sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta ngon lành hơn, giúp cho âm thanh của chúng ta nó không bị lồi lõm lúc to lúc bé. Nó sẽ gặp cái trường hợp là khi nhiều khi các bạn hát những đoạn cao trào ấy có những cái câu mà bạn không nghe thấy, hoặc là những cái đoạn âm thanh mà các bạn hát vọt lên nó bị to quá, thì cái phần com này nó sẽ giúp cho chúng ta làm điều âm lượng trở lại. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, rồi có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa. Tuy nhiên là trong hát live, nếu mà các bạn nén mạnh quá giống như là khi mà các bạn mixing hay master, thì nó sẽ làm cho cái cả cảm giác cái phần nghe âm thanh phản hồi của bạn bị bí. Nghĩa là các bạn hát rất to nhưng mà âm thanh phản ngược lại tai của bạn không đủ to. Thì mình khuyến nghị là các bạn giảm threshold đi, để threshold khoảng 2.5 là. Rồi có những lúc nhớ em, và cái âm lượng của các bạn bị nén nó rơi vào khoảng 4 dB thôi, thì cái âm thanh của bạn nó sẽ dễ nghe. Nghĩa là chúng ta phải trung hòa hai vấn đề là âm thanh phát ra ok và âm thanh mình nghe được cũng ok. Bởi vì khi mà các bạn hát ấy, cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề về phản hồi. Và ở đây thì toàn bộ các cái hiệu ứng mình muốn đưa cho các bạn là các cái hiệu ứng mà đỡ trễ, thì khi mà các bạn hát các bạn sẽ đỡ khó chịu hơn. Đó, còn nếu trong trường hợp mà các bạn âm thanh các cái hiệu ứng nó bị trễ quá thì các bạn sẽ nghe âm thanh của bạn nó sẽ dễ rất là trễ, các bạn sẽ rất là khó nghe về phần âm thanh của các bạn nhé. Trước thì có này. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm. Chút nữa mình lên cao nó sẽ rất là to nhé. Vì có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn. Rồi ok, mình sẽ chuyển đến cái đoạn này để mình hát nha. Người ơi. Chưa đến, chưa đến. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ giăng đầy. Ok, mình sẽ đưa vào đây một cái công cụ đo, thì các bạn sẽ thấy là cái đỉnh âm lượng của mình nó sẽ giảm đi nhé. Bây giờ thì mình sẽ hát nha, câu trước và câu sau chưa có compressor. Người ơi em. Người ơi em. Người ơi em ở nơi xa, mình anh. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn. Thì các bạn thấy là cái chu bít mắc của mình là chữ 4.6, nghĩa là cái đỉnh âm lượng, cái đoạn mà mình hát to nhất ấy, nó là 4.6. Bây giờ mình cũng hát tương đương một âm lượng như vậy, nhưng mà cái đỉnh âm lượng của mình giảm đi rất nhiều. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn. Thì bạn thấy là cái đỉnh âm lượng giảm, nghĩa là cái âm lượng đỉnh của mình nó không bị vọt lên quá cao, không bị vọt lên quá to, thì nó sẽ giúp cho âm thanh của chúng ta đều hơn nhé. Ok, và cái phần tiếp theo đó là một cái VST. À quên, cái VST, cái plugin này có tên là TDR
Molotov, Molotov nha anh em nhé. Khiếp, có cái tune này nghe kinh quá. TRR Molotov nha anh em nhé. Thì anh em có thể search đây, Molotov. Em có thể search nó hoàn toàn free thôi. Và tiếp theo thì mình cần một cái reverb low. Cái reverb này hoàn toàn free của hãng Cymatic, đó là Cymatic Spotlight. Ok, và khi mà có reverb vào thì rõ ràng giọng mình nó sẽ ướt hơn. Và mình phải bật tune lên hát, nói nhiều hát phô lắm. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ dáng đầy. Ok, ngoài ra thì mình còn có thể là sử dụng thêm một cái delay nếu như mà cần. Đó, thì delay hoàn toàn free ở trong tất cả các cái DAW mà các bạn dùng, cho nên là mình sẽ không nói sâu vào. Thì các bạn thường là cái kinh nghiệm của mình ấy, nó sẽ ăn cùng với reverb. Và các bạn thấy là cái khoảng cách của delay nó khá là xa. Alo. Nó không giống như là delay khi mà các bạn hát karaoke nhá. Lô, lô, lô. Bình thường các bạn hát karaoke ở gọi là ở loa lủng các thứ thì nó thường như này này. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, nhưng mà mình không dùng cái này. Mình chỉ sử dụng delay để giúp cho cái âm thanh cộng hưởng cùng với tiếng reverb nó sẽ ngân xa hơn thôi. Lô, lô, lô. Đó, hoặc là khi mà các bạn ngân cao cho các bạn dừng nhá. Nhớ em lòng đớn đau, người ơi em ở nơi xa, mình anh trong cô đơn, lòng ngập thương nhớ dáng đầy. Đó, thì nó sẽ có một chút hiệu ứng đặc biệt cho mình. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ bật toàn bộ hiệu ứng lên và mình sẽ hát cả cái bài này từ đầu đến cuối nhé. Người ơi, anh viết riêng bài ca tặng em cô gái anh thầm yêu. Lúc em cười mùa xuân trong anh, lúc em buồn mùa đông vây quanh. Em có hiểu lòng anh muốn nói suốt đời yêu em. Rồi mai anh phải đi học xa, người ơi anh chỉ yêu mình em. Lúc một mình nhìn về nơi xa, ngước lên trời nhìn vì sao đêm. Em có hiểu ở nơi xa kia anh chờ em mãi. Có những lúc nhớ em anh khóc thầm, vì có những lúc nhớ em lòng đớn đau. Người ơi em ở nơi xa, trong cô đơn lòng ngập thương nhớ dâng đầy. Ok, vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn các VST plugin hoàn toàn free để các bạn có thể hát live bằng FL Studio. Mình là Thầy Phương VBK đến từ VBK Music, và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của mình nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích, các bạn lại click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể vào phần danh sách phát hoặc đặt câu hỏi xuống bên dưới để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.